hôm nay nhà mình sẽ về Việt Nam. Hamini, bây giờ đi ở đâu vậy? Chúng ta đi đâu vậy? Việt Nam. Nam. Mẹ ơi. Ừ, năng nữa. Mẹ ơi, cho mọi người. Ừ. Cho mọi người cái gì? Mẹ ơi. Ừ. Mẹ ơi, cho mọi người. Chào. Chào. Hai tay. Hai tay. Son. Let's go. Mấy tháng là chưa về ta? Ông mới nào gặp chứ? 6 tháng đúng không? À 6 tháng rồi. Ủa có 8 tháng rồi nhé. 8 tháng. 8 tháng rồi chưa cho Mango về Việt Nam chơi. Việt Nam khẩu sức quá. Trung môn đi. Thường ở Hàn Quốc á, thì trung thu á, người ta sẽ đi chơi rất là nhiều luôn. Cho nên là ở trung thu kết thúc thì bây giờ nhà mình mới về Việt Nam. Wow, nãy xí chính chắc chùa. Quyên trên nhưng mà không mua gì hết, chỉ mua đúng một cây son thôi. Hôm bữa mình thấy bạn mình nó đánh đẹp quá cho nên là mua. Thật tết. Ồ, giống như đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.